Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Tung tin có F1 ở Sơn La dương tính với COVID-19, hai thanh niên bị phạt 15 triệu đồng. Tung tin sai sự thật có trường hợp F1 ở Sơn La dương tính với COVID-19, hai trường hợp là nam và nữ, thanh niên ở thành phố Sơn La đã bị phạt mỗi người 7,5 triệu đồng. Ngày 29 tháng 1, tin từ Công an thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan này vừa xử phạt hai trường hợp đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Sơn La đã phối hợp với Công an phường Tô Hiệu, Công an phường Trường Sinh xử lý hai trường hợp là HTN ngủ ở tổ 6 phường Quyết Tâm và NTM ngủ ở tổ 17 phường Trường Sinh thành phố Sơn La đã tung tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook cá nhân của mình về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, trên trang Facebook của hai người này có đăng thông tin sai sự thật với dòng trạng thái có trường hợp F1 ở Sơn La dương tính với COVID-19. Việc thông tin thất thiệt trên đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính lỗi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật theo điểm A, khoản 1, điều 101, Nghị định 15 ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, mỗi trường hợp bị phạt tiền 7,5 triệu đồng. Công an thành phố Sơn La đề nghị mỗi người dân không nên tin và phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.